Hà Nội, người vợ đòi chồng bồi thường 70 triệu đồng tiền trinh tiết khi ly hôn. Trường hợp giờ khóc giờ cười này đã diễn ra tại Hà Nội. Vụ ly hôn giữa anh Lê Mạnh T sinh năm 1985 khởi kiện ly hôn vợ mình là chị Nguyễn Thị L sinh năm 1989. Theo hồ sơ vụ án sơ thẩm, anh Lê Mạnh T và chị Nguyễn Thị L kết hôn với nhau năm 2013 và sinh được một người con chung năm 2014. Do cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn, đến tháng 8 năm 2016 anh chị đã ly thân, chị L ẵm con về ngoại sinh sống. Năm 2017, anh Mạnh T khởi kiện ly hôn đơn phương với chị L. Tại phiên tòa này, chị L đồng ý ly hôn nhưng yêu cầu được quyền trực tiếp nuôi con và yêu cầu anh T cấp dưỡng 3 triệu đồng một tháng. Kèm theo đó, chị yêu cầu anh T phải trả cho mình 70 triệu đồng, được xem là chi phí bồi thường tiền công ở nhà trông con, cơm nước, làm việc nhà trong thời kỳ vợ chồng sống chung và đền bù trinh tiết, tuổi thanh xuân và giá trị con người. Chị diễn giải chi phí này là 2 triệu đồng một tháng và nhân cho 35 tháng chung sống thì bằng 70 triệu đồng. Tòa án Nhân dân huyện Thường Tín, Hà Nội ra quyết định chấp nhận anh Lê Mạnh T được ly hôn chị Nguyễn Thị L và chị L được tiếp tục nuôi dưỡng con. Anh Lê Mạnh T phải đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con chung là 1 triệu 500 nghìn đồng mỗi tháng vì xét thấy thu nhập thực tế của anh này chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng. Không chấp nhận yêu cầu của chị L về khoản tiền đền bù tuổi thanh xuân, trinh tiết và giá trị con người. Chị L không đồng tình với bản án sơ thẩm nên đã kháng cáo. Chị yêu cầu tăng mức cấp dưỡng lên 3 triệu một tháng và phải tính từ tháng 8 năm 2016, tức thời điểm vợ chồng ly thân chứ không phải từ thời điểm ly hôn. Và giữ nguyên yêu cầu bồi thường trinh tiết và tuổi xuân là 70 triệu đồng. Lý giải cho yêu cầu của mình, chị L trình bày anh Mạnh T có công việc là bác sĩ nha khoa, nhưng anh lại khai trước tòa là không có nghề nghiệp gì, không có thu nhập. Và theo chị, việc bồi thường trinh tiết và tuổi thanh xuân là vấn đề đạo đức và mang tính răn đe. Tòa án phúc thẩm nhận định rằng về việc tăng tiền trợ cấp nuôi con, mặc dù chị L trình bày anh Mạnh T là bác sĩ nha khoa, nhưng chị không xuất trình được chứng cứ thể hiện việc anh T có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề hay giấy phép kinh doanh đối với công việc này. Còn anh T trình bày mình làm trong nhà trong một phòng khám răng, thu nhập hàng tháng hiện tại chỉ ở mức 2 đến 3 triệu đồng. Tòa xét thấy không có đủ căn cứ để chấp nhận yêu cầu của chị L nên vẫn giữ nguyên mức cấp dưỡng 1 triệu 500 nghìn đồng mỗi tháng và được tính từ khi bản án sơ thẩm ly hôn có hiệu lực, tức tháng 9 năm 2017 chứ không phải từ thời điểm ly thân tháng 8 năm 2016 như chị L yêu cầu. Đối với yêu cầu bồi thường về trinh tiết và tuổi thanh xuân của chị L, tòa nhận định không có căn cứ nên cũng không chấp nhận. Kết quả phiên tòa phúc thẩm là vẫn giữ nguyên phán quyết sơ thẩm. Thật ra, đứng trước tòa án, bất kỳ yêu cầu nào của bạn muốn tòa án giải quyết thì cũng cần có đủ chứng cứ và cơ sở để chứng minh cho yêu cầu của mình. Việc yêu cầu bồi thường trinh tiết, tuổi xuân của chị L là một điển hình cho yêu cầu không có căn cứ. Vì không ai định lượng được cho bạn tuổi xuân bắt đầu khi nào, kết thúc khi nào, hoặc ấn định được trinh tiết đáng giá bao nhiêu. 70 triệu đồng không thể cân đo được giá trị trinh tiết và phẩm hạnh của một người phụ nữ vì những phẩm chất này là vô giá. Phụ nữ dù đang có hôn nhân hay đã ly hôn thì đều phải giữ được phẩm giá của mình, trinh tiết chỉ là một mảng sinh học. Nhưng tiết hạnh của phụ nữ lại là một phẩm giá trị của bạn nên được tôn tạo bằng tiết hạnh của mình chứ không phải bằng vật chất hay tiền tệ. Bạn đang nghe chuyên mục Radio Pháp luật Hôn nhân Gia đình của luật sư ANSG. Đừng quên nhấn theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức pháp luật hôn nhân gia đình hữu ích. Công ty luật ANSG nằm ở số 64 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tổng đài hỗ trợ pháp lý 1900 7264.